thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, chắc hẳn không còn ai xa lạ gì với cụm từ livestream. Nhắc đến các idol, streamer, influencer, các bạn sẽ nghĩ ngay đến những anh chàng cô nàng xinh đẹp, tài năng, hàng ngày cùng với chiếc smartphone của mình đưa mọi người đi khám phá khắp thế giới. Red Eagles ra đời với mục tiêu và sứ mệnh nâng tầm tài năng cho các idol streamer Việt. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại trải nghiệm livestream chuyên nghiệp nhất. Ứng dụng livestream Red Eagles sẽ là sân chơi giúp bạn thể hiện tài năng nghệ thuật cùng đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, luôn sẵn sàng để giúp bạn tỏa sáng. Idol Casting, đội ngũ tuyển dụng idol, tìm kiếm các bạn trẻ có niềm đam mê nghệ thuật và tài năng trên khắp mọi miền đất nước. Sau khi tham gia tại Red Eagles, bạn sẽ được làm quen cùng bộ phận đào tạo idol của chúng tôi. Idol Trainer, những chuyên viên đào tạo tận tâm sẽ hướng dẫn tỉ mỉ từ những bước đi đầu tiên cho đến khi bạn trở thành idol chuyên nghiệp. Bạn sẽ được học hỏi và trau dồi các kỹ năng để thu hút thật nhiều fan hâm mộ theo dõi livestream cũng như tặng quà cổ vũ cho bạn mỗi ngày. Bộ phận quản lý và chăm sóc idol, Idol Manager là những người luôn đồng hành bên cạnh chăm sóc và hỗ trợ idol. Họ sẽ chăm chút từng chi tiết để nội dung livestream của bạn hoàn hảo nhất, giúp mọi khung hình khi lên sóng đều là khung hình đẹp và thu hút nhất. Red Eagles tích hợp sẵn rất nhiều filter, sticker lung linh nhằm tạo hiệu ứng xinh xắn khi livestream. Bạn sẽ hoàn toàn có thể tỏa sáng với sự hỗ trợ tối đa từ chúng tôi và nhanh chóng có được lượng người hâm mộ cũng như mức thu nhập ổn định từ livestream. Giao diện app được thiết kế bắt mắt để idol có thể đọc các tin nhắn dễ dàng hơn, cũng như tạo cảm hứng khi nhận quà từ các fan hâm mộ. Không giống với cách livestream truyền thống, đến với Red Eagles, bạn sẽ có thể tự do thể hiện cá tính của mình. Idol có thể livestream ở bất cứ đâu, từ những địa điểm thú vị đến các món ăn đặc sắc. Thậm chí bạn còn có thể chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình đến với hàng nghìn, hàng triệu fan ở khắp mọi nơi. Ngay hôm nay và ngay lúc này, đừng chần chừ nữa, hãy đến với Red Eagles và trở thành một nhân tố đặc biệt trong đại gia đình của chúng tôi. Let's go!